皆さんこんにちは。青いベトナムの本間です。青いベトナムのダンです。それではみんなの日本語第44課の文法を勉強しましょう。Chào mừng các bạn quay lại với bài Minna 44. Thì nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay là gồm có 4 câu trúc: Sugi ni, ya sui, ni kui và shimas. Thì chúng ta ở đây sẽ có 2 ý nghĩa nên cô sẽ tách nó ra làm 2. Tương ứng với mỗi phần cấu trúc thì sẽ có 4 phần luyện tập nha. Các bạn cố gắng coi hết video và làm 4 phần luyện tập này cho cô nha. Đi vào cấu trúc đầu tiên là cấu trúc sugimasu. Cấu trúc sugimasu này có ý nghĩa là quá. Cách dùng là dùng để diễn tả, diễn đạt ý vượt quá một mức độ nào đó của động tác, tác dụng, trạng thái, tình trạng. Do đó, mẫu câu này là thường được dùng trong những trường hợp có ý xấu và nằm ngoài mong đợi của người nói. Vì vậy, động từ chúng ta sẽ động từ thể mát và chúng ta sẽ bỏ mát đi. Tính từ y thì bỏ y, tính từ na thì bỏ na. Và trường hợp đặc biệt là y des thì chúng ta sẽ biến thành là yo sugimasu, và nai des thì biến thành là nasa sugimasu. Chú ý ở đây là sugimasu là động từ nhóm 2 nên các bạn có thể chia thoải mái lại qua là sugiru hoặc là sugite đều được. お酒を飲みすぎました。お酒を飲みすぎました。Câu này có nghĩa là tôi đã uống quá nhiều rượu. 危なすぎます。危なすぎます。Câu này có nghĩa là quá nguy hiểm. 今週は暇すぎます。今週は暇すぎます。Câu này có nghĩa là tuần này quá rảnh.この帽子は小さすぎてかぶれません。この帽子は小さすぎてかぶれません。cái nón này vì quá nhỏ nên không thể đội。この本は複雑すぎてわかりません。この本は複雑すぎてわかりません。quyển sách này vì quá phức tạp nên tôi không thể hiểu。喉が痛いんですか？喉が痛いんですか？ええ、昨日カラオケで歌いすぎたんです。ええ、昨日カラオケで歌いすぎたんです。Bạn bị đau họng hả? Vâng, vì hôm qua tôi đã hát karaoke quá nhiều. カメラの使い方がわからないんですか？カメラの使い方がわからないんですか？ええ、使い方が複雑すぎるんです。ええ、使い方が複雑すぎるんです。Bạn không hiểu cách sử dụng máy máy ảnh phải không? Vâng, cách sử dụng quá phức tạp. Sang phần luyện tập tiếp theo là phần luyện tập hoàn thành câu và dịch sang tiếng Việt. Thì ở đây cô có cho các bạn là 12 câu, mỗi câu là 2 vế. Thì 2 vế như vậy các bạn cứ áp dụng và ráp nó lại dựa vào cấu trúc là sugimasu mà cô vừa cho ha. Ví dụ như là gohango, cô cho các bạn là câu 1 tabemashita, gohango. Vậy thì sẽ là gohango tabe sugimashita. Tôi đã ăn quá nhiều cơm. Và phần luyện tập 1.2 cũng là phần dùng sugimasu để mà nổi vào. Ở đây thì là phần luyện tập từ 1 đến 11 chỉ dùng cho cô chỉ cho là tính từ y, tính từ runa và danh từ. Các bạn cũng áp dụng như vậy để mà làm ha. Tiếp theo là phần luyện tập 1.3 là đặt câu với mẫu sugite. Cô đã cho các bạn một cái mẫu sẵn ha. Là gì đây? Gohan o tabemashita. Thì các bạn sẽ đặt câu sau đây: Gohan o tabe sugite onaka ga itai desu. Vì tôi ăn quá nhiều cơm nên tôi bị đau bụng. Ở đây cô chỉ coi cho các bạn là vế trước, còn vế sau thì các bạn phải tự suy nghĩ ra ha.
Cũng giống như là đến tính từ, đuôi y hay là danh từ gì cũng vậy, các bạn cứ áp dụng sugite thì làm được vế trước, còn vế sau thì mình sẽ thêm vào bỏ vào ha. Chúng ta sẽ sang qua cấu trúc thứ hai, là cấu trúc về mẫu giả sư và nì cười. Thì mẫu này là giả sư nì cười đi với lại mắt, bỏ động từ thể mắt, bỏ mắt đi, ý nghĩa là dễ hoặc là khó. Nếu đi với tha động từ thì dùng để diễn tả một mức độ khó dễ để làm một việc gì đó. Nếu đi với tự động từ thì dùng để diễn tả mức độ khó dễ trong tính chất của một vật hay một trạng thái của con người. Chú ý, sau khi ghép cả cụm nó mang tính chất của một tính từ đuôi y, vì thế nó tuân thủ toàn bộ quy tắc của các mẫu câu đối với tính từ đuôi y nha. Bây giờ giả sư y này có chữ y nè, nì cư y có chữ y nè, thì vậy nó là tính, nó sẽ quy về là tính chất của một tính từ đuôi y, dễ gì đó và khó cái gì đó. この薬に砂糖を入れると飲みやすくなります。この薬に砂糖を入れると飲みやすくなります。Câu này có nghĩa là thuốc này hễ mà cho đường vào thì sẽ trở nên dễ uống. この料理は辛くて食べにくいです。この料理は辛くて食べにくいです。Câu này nghĩa là cái món ăn này vì cay nên khó ăn. この靴は履きやすいです。この靴は履きやすいです。Đôi giày này dễ mang. この薬は苦くて飲みにくいです。この薬は苦くて飲みにくいです。Thuốc này vì đắng nên khó uống. 晴れの日は洗濯物が乾きやすいです。晴れの日は洗濯物が乾きやすいです。Vào những ngày trời nắng thì những đồ mà giặt, những đồ giặt đó thì nó sẽ dễ khô. 去年の風は治りやすかったです。去年の風は治りやすかったです。Bệnh cảm của năm ngoái thì dễ phục hồi. 高いシャツは破れにくいです。高いシャツは破れにくいです。Cao sơ mi đắt thì dễ bị rách. Sang phần luyện tập tiếp theo là phần luyện tập số 2, là phần luyện tập hoàn thành câu và dịch sang tiếng Việt. Ở phần luyện tập này thì có hai phần. Phần 1 La Mã là đặt câu với nì cươi và dạ xươi, gồm có 6 câu, một câu hai vế, thì các bạn nói lại với cô và dùng nì cươi lẫn cả giả sư y để làm nha, và dịch sang tiếng Việt cho cô. Hai La Mã thì đặt câu với giả sư y hoặc là nì cươi. Ở đây thì có 9 câu, các bạn phải lựa ra là câu nào đặt với giả sư y, câu nào đặt được với lại nì cươi, và cũng dịch sang tiếng Việt cho cô nha. Sang qua cấu trúc tiếp theo là shimasu. Thì cấu trúc này shimasu có nghĩa là làm cho cái gì đó trở thành, trở nên. Thì cách dùng là ở trong bài 19, chúng ta đã học cách tạo phó từ với động từ là narimasu, với ý nghĩa là một cái gì đó chuyển sang trạng thái khác, là trở nên, trở thành một cách tự nhiên. Ví dụ như trở nên 19 tuổi, trở nên lạnh hay gì đó. Còn trong bài này thì chúng ta sẽ tạo một phó từ với động từ shimasu, là với ý nghĩa là làm thay đổi một cái gì đó sang một trạng thái khác, là làm cho trở thành hoàn toàn do có ý chí của mình. Thì cũng như là cái narimasu thôi, là tính từ y chúng ta sẽ bỏ y thêm cư, danh tính từ na bỏ na cộng ní, và danh từ cộng với lại ní nha. Để hiểu rõ cấu trúc vừa rồi thì chúng ta sẽ theo dõi một số ví dụ như sau nha. お金をベトナムドンにします。お金をベトナムドンにします。
Thì này là tôi lấy tiền đổi qua tiền Việt Nam. Thì ở đây thì các bạn thấy là ố ní là lấy một cái chiếc ố để mà đổi ra được là cả chiếc thằng ní. Shimat là làm cho trở nên, trở thành ha, mà có chú ý. Kami wo mizikaku shimasu. Tôi làm cho tóc ngắn, có nghĩa là tôi cắt tóc đi á ha. Heya wo kirei ni shimasu. Tôi làm căn phòng sạch sẽ. Oto ga ookii node chiisaku shite kudasai. Vì âm thanh to nên xin hãy làm nó nhỏ đi. Urusai node shizuka ni shite kudasai. Vì ồn ào nên xin hãy giữ yên lặng. Sang phần luyện tập thứ ba là phần luyện tập hoàn thành câu và dịch sang tiếng Việt. Phần luyện tập này thì áp dụng cấu trúc Shimasu ở trên. Các bạn giờ làm giúp cho cô 17 câu nha. Và tiếp đó là từ câu 18 đến câu 21 là một biến thể hơn một xíu, đó chính là cô dùng Deskara và Shite Kudasai. Các bạn áp dụng dùm cho cô là bỏ những cái từ này vào và chúng ta sẽ làm thành một câu cho đầy đủ ha. Ví dụ như là cô cho chữ koi desu. Koi desu kara usuku shite kudasai. Vì nó đậm quá, xin hãy nó làm cho nó nhạt lại. Sang đến cấu trúc cuối cùng của bài ngày hôm nay là shimasu. Danh từ ní shimasu. Các bạn sẽ thấy là sao nó giống như lại cái shimasu ở trên như vậy. Thì ở đây cái ở trên là shimasu, đó là chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một cái khác. Còn shimasu này thì mang ý nghĩa là chọn hay quyết định, biểu thị quyết định và lựa chọn của ý chí của con người. Ví dụ như sau nha. Kaigi wa ashita ni shimasu. Câu này có ý nghĩa là cuộc họp thì quyết định vào ngày mai hoặc là chọn là ngày mai. Bangohan wa sushi ni shimasu. Cơm tối thì tôi chọn sushi. Hotel wa doko ni shimasu ka? Hanoi hotel ni shimasu. Khách sạn thì bạn chọn ở đâu? Tôi chọn khách sạn Hà Nội. Và bài tập cuối cùng là bằng phần luyện tập hoàn thành câu và dịch sang tiếng Việt. Phần luyện tập này thì cô cho các bạn chỉ có 5 câu thôi và áp dụng cấu trúc là N1 qua N2 ni shimasu. Có nghĩa là N1 thì tôi chọn, N2 là cái gì đó. 5 câu này bỏ vào cấu trúc thì rất là dễ làm ha. Sau đó các bạn dịch sang tiếng Việt giúp cho cô nha. Cuối cùng là phần tổng hợp các cấu trúc mà chúng ta học trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là cấu trúc sugimasu là quá, và ở trước nó thì chúng ta sẽ dùng là động từ thể masu, bỏ masu đi, tính từ y bỏ y, tính từ na bỏ na. Ví dụ như osake o nomi sugimashita, tôi đã uống quá nhiều rượu. Tiếp theo là cấu trúc giả suy và nụ cười, dễ cái gì đó và khó cái gì đó. Tiếp theo là cấu trúc shimasu. Shimasu có hai ý nghĩa. Đầu tiên shimasu đi kèm với lại là tính từ y thì bỏ y, tính từ na bỏ na, cộng ní danh từ cộng ní, ý nghĩa là làm cho, trở thành. Còn cái shimasu, danh từ ní shimasu là chọn và quyết định làm, là một ý nghĩa khác. Vì vậy khi dịch các bạn không cần lứng cứng, chỉ cần là mình hiểu rõ ngữ cảnh thì mình sẽ dịch được thôi. Và phần cuối cùng của video ngày hôm nay đó chính là dặn dò các bạn về nhà phải làm bài, nhớ cố gắng làm bài tập nha. 4 phần luyện tập này tuy có hơi khó một xíu nhưng các bạn cố gắng áp dụng công thức này ra nè.